Anh ơi, đây. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình đã nhận được một khẩu súng nước bắn bằng thủy lực mọi người. Đây, mình mới vừa nhận xong đây. Và hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem khẩu súng này nhá. Để mọi người xem này. Đây chính là khẩu súng nước với chỉ giá là 140k mọi người. Đây, súng áp lực mọi người nhá, màu xanh. Chưa biết là nó sẽ như thế nào. Đây, nhìn thì rất là chắc chắn luôn, nhưng không biết là khả năng thực chiến và chiến đấu của súng này sẽ như thế nào. Một nòng mọi người. Đây, đây là cái đoạn này để mình bơm lực, bơm áp mọi người. Và đây là cái quai bắn mọi người nhá. Đấy, còn trên này là chôn nước vào trong này. Đây, mở miệng vào đây, chôn nước vào trong. Mình có chôn nước vào đây một ít rồi. Đấy, cái nước này mà các bạn phải cho nó thật sạch mọi người nhá. Thì khi chúng ta nó sẽ bị tắc, tắc vòi là súng nó sẽ bị hư mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem mọi người nhá. À đây mọi người, thì đối với khẩu súng này thì bắt đầu mình đã bơm nước đầy cho mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem nhá. Mình phải kéo cái này này, kéo xuống mọi người nhá. Kiểu mình bơm áp đó mọi người. Cái này nó bơm bằng áp, chúng ta đẩy thế nào mà cảm giác này nó căng, nó căng cái tay một chút thì chúng ta dừng mọi người nhá. Càng áp mạnh thì nó càng bắn nó càng xa. Mình thấy nó hơi căng căng đấy, căng vừa mọi người, không là nó sẽ quá đứt, căng quá là sẽ bị đứt dây đàn đấy mọi người. Đây cho mọi người thử nhá. Xa phết, wow, xa phết mọi người này. Cho mọi người xem này. Ui da, căng phết. À, cái đặc biệt ở đây này mọi người xem này, cái này mình có thể nhận được một lúc, có thể nếu mà hơi mà căng là có thể chạy được một lúc mọi người nhá. Đạn nước có thể ra được một lúc này. Đấy mọi người thấy không? Đấy, đạn có thể ra được một lúc mọi người nhá. Đấy. Nó bị thấp dần này, thấy không? Đấy, ta bắn có thể liên tục là có thể nhắm một lúc này nó ra đạn liên tục luôn. Đấy, chúng ta sẽ bơm áp nó cao lên. Bơm áp cao là mọi người nhá. Đấy, bơm áp vừa phải thôi, không nó căng quá. Đấy. Hơi bị hay đó mọi người, chắc chắn đó. Chiu. Chiu chiu chiu. Úi giời. Ô mọi người xem này. Fail fail. Wow. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ sử dụng súng này để đi test thử nha mọi người nhá. Đấy. Để hôm sau là mình sẽ tham gia trận chiến với trẻ trâu mọi người nhá. Đấy, test thử nào. Căng không? Đấy. Mọi người biết chơi chơi gì đây? Chơi. À, bay à, bay à mọi người ơi. Mọi người ơi, lên cao lên cao. Chiu 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 chiu. Ui dồi, hồi áp lực lên cao hơi kém. Bơm căng mọi người ơi, bơm cao mới được. Ui, chỉ nó lên cao nó vẫn kém anh em ơi. Thì anh em theo này, cho mọi người xem các bạn nhá. Nhìn hai con chim này, bay chưa? Còn hai con chim này mình sẽ không, mình nhìn mọi người nhìn thấy hai con chim trên bầu trời chưa? Mọi người có nhìn thấy rõ không? Còn nó có bay không mọi người nhá? Anh ơi, đấy, nó thấy nước không? Ôi. À. Ô, anh em ơi. Thì nhìn lên cao nó sẽ, tốc độ nó sẽ chậm hơn rất nhiều. Ôi, cái này là tưới cây thôi mọi người nè. Tưới cây, anh em tưới cây. Đấy, thấy không?
Thứ cày ngon luôn. Thứ cày ngon. Mấy người, vừa rồi mình mới vừa test xong khẩu súng áp lực nước. Nó trị giá là 140k. Cái tiền cước nữa thì cũng dao động tầm 180.000 mọi người này. Tiền cước khá đắt. Nhưng mình thấy là ban đầu thì sử dụng là cũng khá là ngon rồi. Mình thích nhất là cái khẩu súng này nó cũng chắc chắn và màu sắc nó cũng khá là đẹp. Và thứ hai nữa là súng này nó sẽ đựng được rất là nhiều đạn, đặc biệt là nhiều nước. Đấy thì chúng ta khi chúng ta tham gia trận chiến thì chúng ta sẽ không cần phải nạp đạn nhiều. Đấy. Đấy, rất là hay luôn mọi người nhá. Hôm sau các bạn đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo nha. Mình sẽ mua rất là nhiều các cái loại khẩu súng, mà tất cả các cái súng áp lực nước này mà nếu có mẫu ở trên thị trường là mình sẽ mua hết, mình test cho các bạn xem nhá. Sau hết phần nước này thì mình sẽ test đến các loại súng súng bắn đạn mọi người nha, súng bắn đạn bông các thứ đó mọi người. Súng đó thì nó hơi đắt tiền một chút, còn một khẩu có thấp cũng phải, nếu mà đã bắn ngon thì có thể hàng vài triệu mọi người, nó hơi cao một chút. Hiện tại bây giờ mình chưa có kinh phí, mình chỉ dùng những cái loại súng nước mình chơi. Mình nghĩ súng nước là chơi là bền nhất, nó sẽ không tốn đạn mà chúng ta sẽ sử dụng nó dễ dàng. Đạn, đặc biệt là đạn này này, mình lấy nó dễ. Đấy, hôm nay video của mình sẽ kết thúc nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tiếp những video tiếp theo của mình nhá. Xin chào tất cả các bạn.